đây rồi anh em ơi. Ui em ơi, chép rồi. Úi giời ơi, hàng chép rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui em ơi, chép rồi. Úi giời ơi, hàng chép rồi anh em ơi. Bút lích rồi anh em ơi. Bút lích rồi anh em ơi. Chép rồi, hàng đẹp các bác ơi. Con này mút xịn đấy. Đấy, chép. Và hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing. Hôm nay sẽ quay lại vị trí trên sông Rực đánh anh em nhé. Này em sẽ vẫn đánh lục bằng khẩn tay thôi, bởi vì bộ môn lục là một cái bộ môn phê pha nhất từ trước đến giờ, không thể bỏ qua được. Đó. Chẳng có gì đánh sướng bằng lục anh em ạ. Mà chẳng có gì sướng bằng ủ chua. Đây, cái tài sản vô giá anh em. Ui gió to quá các bác ơi. Sông nước gió mênh mông. Làm tí ổ chua vã cá thì nó là tuyệt cú mèo luôn đấy. Rồi. Nay thì ủ em vẫn kết hợp với chuối anh em nhé. Mùa này chuối nó cũng rẻ, cứ ủ mấy chuối là vã, đánh nó mới nhạy được. Bình thường anh em đánh ủ không thì nó sẽ nhạy mới trôi. Trôi là bá đạo nhất. Rất là tơi xốp. Đó, vã. Lục đánh đầu cần nó là phê nhất. Đặt mồi cho cá vào này. Xả ít ổ cá nó vào anh em ạ. Vào đây. Sóng nước mênh mông quá. Wow. Đây rồi anh em ơi. Okay. Đóng gốc cây rồi. Em bị em chuyển sang đánh đài các bác ạ. Vừa nãy em giật phát nó đóng màu cái cây không nên cá mà đóng mất cái lưỡi. Bây giờ chuyển sang đánh đài đây, nó nóng cây quá. Mắc cây kia đấy là mình cũng lười không xuống gỡ, giật phát bùng phát đất luôn. Bất cả lưỡi cả phào bác ạ. Chả cháu buồn đấy nữa. Cầu đài cho nó chắc cú đây. Ôi gió to quá. Vừa đánh lục vào đây gió thổi móc mắc ngay kia mất toi cái lưỡi cái phào. Đấy, ui ôi. Ui ôi, đóng hàng thế mà chuột. Phí thế nhỉ. Chuyển sang đài thủ đây, ui ôi gió. Nín. Đấy, nhà mới nín. Nó đang ăn đấy. Mày dê là mày chết con ạ. Ô, quả đẹp thế xịt nhỉ. Được quả đẹp thế mà xịt các bác ơi. Quả lín ác thế mà trượt. Con đấy chắc là mồm nó cá nó bé nó không nuốt được phải. Tiệt cú mèo. Đấy, mút đấy. Vẫn đang cơ lì.
Đây rồi. Đây rồi. Hàng đấy rồi. Lên lên. Úi giời. Đen đen anh em ơi. Úi giời ơi, tưởng con gì ấy, chóng đen. Đẹp quá. Ừ, chóng đen anh em ạ. Rồi, 10 hát tao nhấc phát mày lên bờ. Này, nó gọi là siêu bạo lực. Chóng đen anh em ạ. Bé, con này bé. Đen thiên nhiên, gầy, nhom. Úi giời, bình tĩnh, bình tĩnh. À, đóng đóng vào lưỡi có ngạnh nó khó gỡ anh em ạ. À, con đen thiên nhiên, gầy dài, ngoãng, đầu to. Cứ tưởng con gì. Úi giời. Thôi, cái loại bé bé này cũng thả về với thiên nhiên để cho nó sống anh em nhé. Cá gì thì bắt, như chấm đen bé này không nên bắt. Đây là để chứng minh cho anh em thấy là đánh thiên nhiên này, đánh ủ chua cũng rất là lợi hại. Con này người nó gầy đã man chưa quá, nhìn chưa? Đầu to, người gầy. Thôi, thả về với thiên nhiên này. Về đi. Đấy. Này, cá bé thì thả về với thiên nhiên. Cái mồi chua này, không nhận là đánh cái cá nước ngọt thì không thể chê vào đâu được. Anh em có đặt đấy thì đợi mẻ sau nhé. Mẻ này nhiều người đặt quá này hết. Nhiều các bác đang phải chờ. Phải nói là cái loại dù loại một của Nhật Bản đánh hay thật. Các bác cứ thử câu các loại dây khác, không thể nào dây nào nó rít được dây này. Dây này kéo cái cảm giác là nó cứng cứng, là tiện nó phát tiếng rít ngay, tải thật. Kéo cái rít ngay. Nì đấy. Đã mút mút, ui dập tới dập. Đây rồi anh em ơi. Ui em ơi, chép rồi. Úi giời ơi, hàng chép rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui em ơi, chép rồi. Úi giời ơi, hàng chép rồi anh em ơi. Ngon, con này còn chép khỏe thế. Ui chép này dễ khỏe thật, nó bắn hẳn mặt nước phê cho anh em ơi. Ai. Đẹp luôn. Ôi. Đẹp luôn. À chép xịn nhá. Hôm nay roi vợt đang hoàng. Đấy. Quá là ngon luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đây mà chắc ngon anh em ạ. Này chắc này còn chấp được rồi. Ui. Móc cả. Này ăn. Đấy là dãy dãy. Quá tuyệt vời. Cái con này nó lên nó khỏe thật anh em ạ. Ai, qua nhìn thấy hàng đẹp chưa? Tươi rói rói luôn. Wow, hết đây. Đây gọi là cuốn ổ ấy. Wow. Nằm gói mì tôm ăn trưa đã anh em nhé. Đúng không ạ. Tầm trưa đó quá. Có mì tôm bằng chai nước khoáng.
lích rồi anh em ơi. Bút lích rồi anh em ơi. Chết rồi. Hàng đẹp các bác ơi. Con này mút xịn đấy. Đấy, chép 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 chép. Hàng ngon luôn các bác nhá. Đúng chép tự nhiên. Tuy hơi bé nhưng mà xịn. Cuốn cuốn ổ đấy. Vào đây, khai trương quả vợt này. Tuyệt vời. Đúng chép xịn anh em mà kéo phát rít cái đi luôn. Tuyệt vời. Quá là ngon luôn. Ôi. Vào bạn. Hàng ngon chưa các bác này. Đấy, chép nhờ, chép thiên nhiên nó phải loại này ý. Không còn gì tuyệt vời hơn. Vào phê vô, tay chân vẫn còn run. Sướng quá. Vào đây. Khả năng nào phải đổi cái vật khác các bạn. Cái vật chiếc tẹp này này. Nó được con chê to phạc ra ấy. Đút vào người nó không vừa. Đây là nó sổ mất, còn giờ đánh đài nó cứ mắc món này đi. Mình đánh cái vật lưới kia thì nó không bị mắc này, nó không bị hỏng vật. Cái này cứ lôi lôi ra là nó bục hết. Rách hết. Vì như con tình thế phao, anh em thấy phao đài nó lín hơn thích không? Vít phát kéo, giật bịch phát. Gió to quá. Gió gò quá, cái ồ Phật sợ gãy. Xuống cần đến cá đây. Gió, sóng gió to quá. Đây rồi. Ủa đây, đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Ủa đây rồi anh em ơi. Hàng rồi. Ui hai con, hai con. Ui hai hai. Rồi hai hai chim cuốn ổ luôn anh em. Lên hết đấy. 10 hát tàu cảo hết. Ui giời, đang với cái ô. Lên lên lên. Ui giời. À. Ui phê quá anh em ơi. Làm phát đôi con luôn. Để lấy này sấp lối kiểu này. Con này bọn này đúng là giống này mới đẻ đi theo đàn rồi. Nằm yên này. Mới đẻ đi theo đàn. Anh em thấy thế này nó có tuyệt vời không? Sông nước mà giặt thế này còn như tuyệt vời bằng. Quá là tuyệt vời luôn. Vào đây, vào đây. Đừng có sợ ấy. Răng con này sắc thế nhỉ. Ok. Vào túi đây. Đóng nồi mớ này sướng quá anh em ạ. Nhìn thật nó lì lì nó mút phao cái kéo đã tay luôn. Vừa em đánh lục giật thế nó cũng vào đấy cái nó to cái nữa ở chỗ đấy luôn anh em. Thế rồi mới chuyển sang đánh đài. Đài nó còn mắc cái lục lục đánh đánh vào mà cá mắc kiểu vậy là mất ngay. Nó không ngạnh mà. Đang mút đấy ủa đi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi, hàng to rồi. Lên lên lên. Ôi, con này to. Ôi, một đôi, một đôi. Ôi anh em, một đôi, một đôi, một đôi. Rồi ôi. Hai anh em cùng tiến. Hai anh em cùng tiến các bác ơi. Lên đây.
nó vướng cái ô quá. Con này cẩu phát đi ngay mà nó vướng cái ô anh em ạ. Ôi à. Rồi hai anh em cùng tiến các bác này. Còn gì tuyệt vời hơn không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tên lên mê. Rồi, tình hình phải thu đồ về cho anh em nhá. Cá này cậu cũng rất là phê, đủ hàng đấy. Nên tầm này nói chung là cũng muộn này, cá nó ít ăn tầm trưa. Giờ đang là tầm 1 giờ trưa, cá ít ăn. Đợi giờ chiều thì muộn quá, bây giờ em lại phải về có việc nữa. Thành ra không câu được. Sông nước nói chung là mênh mông, biển cũng hữu tình. Về đó anh nhá.